học bóng đẹp sao thầy? Hả? Chưa xong mà, con nhìn mà con. Con nghĩ không? Con nghĩ. Đẹp á, giờ nó cuộn, thấy ngầm nó cuộn không? Chưa xong lúc nè. Đẹp á. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Con nghĩ không? Con nghĩ. Chưa xong lúc này. Lúc này khách đứng lên nè. Chưa xong rồi. Xong nhìn tươi không? Máu chảy với trần vẫn tươi không? Đạo Chúa ha, đạo Chúa người ta được đưa hình Chúa Giêsu, đưa Đức Mẹ lên người ha. Còn đạo Phật không đưa lên người. Chúa người ta tin đạo thôi. Xuống là nói xuống tiếp nha. Vâng. Chúa này đi chung Đức Mẹ được không? Dạ được ạ. Được đúng không? Dạ được. Sao xuống xuống thành Đức Mẹ á? Mình là không có xong phục rồi. Hai hình nghe là ra hình nữa là xăm xăm thôi, nhưng mà tại vì bên đạo Phật mình ta sợ ưu quế đúng không? Nên hạn chế. Mình hiểu không? Thầy xăm Phật ở đây mình nhỏ tuổi có cỡ tuổi như con tới kêu chú xăm Phật chú không xăm. Chứ con nghe nói là gánh không nổi đâu. Gánh nổi không cho mình nữa. Một cái miệng mà mô Phật mình đủ mới làm ác cũng vậy. Mày đừng mô Phật mà làm thiện đi rồi đó. Đời hướng thiện nó vẫn tốt hơn là đủ mới mặc áo cà sa mình đủ mới xôn lên đủ mới đi chữa sao. Giống như là mày hỏi mình đi chùa ở nhà mày đủ có hiếu thảo cha mẹ mày chăm sóc cha mẹ mày cũng đủ rồi. Hiểu không? Ở cần phải đi chùa. Nó bổn phận. Ừ. Vừa thằng đủ mới đi chùa cho giữ rồi về nhà đủ mới. Không giống cho cha mẹ ăn. Nên thiếu thảo là do mình thôi. Để nó đạo Phật cứ gọi là từ bi hỷ xả. Con hiểu từ cái chữ từ bi hỷ xả không? Từ bi hỷ xả là có nghĩa là tất cả đều hỷ xả hết. Từ bi. Còn bên Chúa là khác, nhưng mà đạo nào cũng dạy cho mình điều tốt, không có đạo nào dạy mình điều xấu. Mỗi người sùng một đạo một kiểu khác nhau, người ta tôn trọng thôi. Ăn cái nhà này làm nha. Để ăn cái này. Ừ. Thấy nè. Đây, Giê-xu. Chú Đạt giờ quốc một chuyến đi... Chú mới đi Tây Ninh về mà con. Mẹ Nam Hải, Bạc Liêu là về cứng ngắc luôn phải không? Với lại chú Hải chú Đạt quốc thêm quốc Đà Lạt nữa. Là về cứng ngắc luôn phải không? Rồi ai ở nhà kiếm tiền? Chú vừa đi qua bên kia gặp ông Tập rồi kìa. Gặp ông Tập không chú? Không gặp ông Tập đâu. Ông không cho Tập. Ông lấy cho gặp. Đừng chú Tập được ông ấy. Kia lấy cái chân xuống rồi mày hậu cảnh thấy gớm rồi.
phẩm này là vừa làm vừa tặng nha các bạn. Đúng rồi, vừa làm vừa tặng giá rất là rẻ. Tại đó, quan trọng là đẹp để sửa. Sửa cho mất cái hình cũ mang bao nhiêu lâu rồi? Anh thấy. Rồi là 80 tới giờ. Này hình cũ từ năm 80 tới giờ luôn hả? Xong nó ở tàu á, tàu á. Bây giờ cho coi thử nè. Nó xăm trong sữa bị kỷ lật không? Ở sau này có bắt đầu nó phong trào nó thịnh hành đó rồi ông cái giấy như này. Ông sống quản đó, ông có đồ thành hợp đó, rồi là ông phá xăm đó. Lấy cái miếng thiết á, cái sắt hả, hạn miếng thiết vô là không nào xăm mình là cũng ra. Và lúc đó tại trung tâm sống quản ở cả ba đó nó đầu tư quản cho mình trốn tránh kia. Chưa mấy người quản lên làm gương. Gương quản gì chạy trốn cái bà luôn. Phục lắm mà bà chưa cho đi sửa hả? Cuối cùng bà mới cho đó. Bà nói là coi như xuống xó luôn đi. Coi như này không có xó, coi như này là coi như là chỉ dặn lại điểm cho hình xấu, hình hư. Và người ta dặn lại cho mình cái hình mới, hình đẹp. Không có xó, năn nỉ dữ lắm đó. Rồi giờ lên hình này thấy ân ý không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn hả? Ân ý hả? Quý sao mà tự nhiên cái tự nhiên mới vừa nói ra cái anh vừa cái tác phẩm ra rồi Chúa Giêsu là thấy tự nhiên mình thấy mình phải luôn rồi. Thank you.
hai ngày xăm liên tục nha các bạn, vừa mới xong nha. Nãy xăm qua hôm nay hoàn thiện. Vừa mới xong. Bật cái đèn lên. Bật cái đèn lên. Tối. Dạ em anh. Mới xong được có 70% nha các bạn. Còn phần trên chưa có xong. Lý do là anh phải bắt xe về quê liền. Vợ sắp cưới nhà kêu. Nhưng mà nhiều khi vợ sắp cưới mình, nhiều khi vợ của vợ hàng xóm nữa phải về trước. Dưới hình này là có nguyên một con rồng nha các bạn. Bên đây cô gái, bên đây con rồng. Sau khi cover xong xuôi là hoàn toàn mất hết, hiện cái hình mới nha. Mà đặt sau lên mình sẽ làm hoàn thiện luôn, do giờ là không có còn thời gian nữa. Có hình cũ nha các bạn, cứ coi hình cũ thử rồi coi mình biết liền. Đó, mới được 70% thôi. Hẹn đặt sao vô màu thêm lần nữa cho hoàn thiện. Lý do là anh về gấp quá cho nên không có kịp giờ nha. Không dán trắng gì được hết. Lại đặt sao. Nhưng mà cô gái là mất tiêu rồi nha. Cô gái mất không còn? Dạ. Mất chưa? Mất hết rồi phải không? Là sao là lên kia cái này xong gì? Chạy rồi. Chạy à? Phê quá. Chào các bạn nha. Chị ấy xăm cùng lúc 3 hình nữa rồi, mỗi ngày một hình. Em giấy không? Hiện tại là mới xăm xong rồi. Mới đi rộng rồi. Đối diện là nguyên cái bích tai nha các bạn. Anh này là học trò xui, học xăm xui về thăm tiệm là phụ thầy. Hiện tại anh chủ tiệm xăm ở quận 12 nha các bạn. Đây. Địa chỉ tiệm đâu anh? 22/9 Lê Văn Khương. 22/9 Lê Văn Khương nha các bạn. Cái này là mình BI cho học trò nha các bạn. Cho nên bạn nào thích thì cứ tới tiệm học trò xăm cũng được. Nãy học xong xuôi mới mở tiệm nha. Đây, đây là những học sinh muốn học xuôi cũng tương lai mở tiệm hết. Cái này cũng đang là chủ tiệm xăm với quận Bình Dương nè. Vừa mới xong. Lau ơi. Cái thằng giấy lau cái gì? Trên ghiền không? Đẹp mẫu không? Vừa mới xong nha các bạn. Lấy tác phẩm. Mấy tác phẩm này lấy cái móc chân này. Nữ là ngực vô làm xăm. Vô màu là tươi. Ừ. Này tại mình xài không ướt á, nên sợ nhưng mà để sang ngày mai là tươi rồi. Đây chúng tôi chuyên cover, chuyên xử hình nha các bạn. Cái này là đây vào xăm hình đây. À, đây này, đây. Này rồi cũng xăm đây. Bông là một ít ha. Bông một ít mèo bò dưới chân. Đó. Bướm bay bay trên vai. Mai xăm chuột. Còn trên vai nữa. Mai xăm chuột nha. Mèo phải xăm chuột. Ai, còn mấy chủ tiệm xăm mà quay địa chỉ cho thầy đó. Ai, sao tiền là tiền đó. Tiền là tiền đúng không? Địa chỉ nha các bạn. Anh có
gắn nhỏ không? Có, gắn cái da gì. Cái da hết đây người ta lựa mới gắn ra. Gắn siêu bên này. Gắn hiền, gắn dữ thì cái việc nói người ta lựa gắn hiền, gắn dữ. Gắn trong hang mà ra phải không? Gắn nó dữ lắm á. À, đây thắt lên chụp hình chị. Chào khán giả cái đi. Chào Tin, chào chị Tin. À, chào Tin. Dễ thương ha. Đây là hình thứ 5 nha, hình thứ 7 nha các bạn. 7 ngày xăm 7 hình. Mỗi hình xăm một ngày. À, cái mỗi hình xăm ngày trên đây là 3 hình này. Dưới chân là 4 hình. Mai chủ nhật là ngày thứ 8 á, còn quất thêm hình thứ 8 nên đủ tuần lại chơi góc bên kia nữa. Bên kia nữa. Tầng 8 ngày cái quốc hình chủ nhật luôn, hình thứ 8 luôn. Liên tục nha các bạn, không nghỉ ngơi nha. Cứ mỗi ngày là quốc hình nha, dữ không? Lì ha. Đó. Hình bên đây đang trong tiến trình làm nha, mới xăm bữa kia. Hôm qua. Còn hình đây là bung hết mài. Mài rất là mỏng nha, không có mài luôn. Hai hình dưới đây chưa biết anh chưa? Đây đúng không? Đó. Đây thời gian đau. Đang khô mà. Đang khô mà. Mỗi ngày một hình. Chị chơi không? Không. Thấy chị chơi không? Thấy người ta lì không? À. Ngày hình. 7 hình trong vòng 7 ngày, mỗi ngày hình. Đó. Cứ ngày quốc hình chơi vậy đó. Cô này là ghiền kim rồi. Ghiền kim, ghiền hình. Ngày mai ngày thứ 8 nha. Để đón xem, hóng thử có hình thứ 8 không nha các bạn. Chưa biết được. Đây là những anh học viên nha. Bên kia là những học viên nha. Đây là những anh học viên. Học viên của tiệm nha các bạn. À, học ở đây là ngày nào cũng có khách để học kinh nghiệm nha. Địa chỉ nha, địa chỉ 32 Thất Công Đức.